xử lý như thế nào với đèn pha ô tô bị ố vàng? Cố vấn kỹ thuật Minh Đức, đại lý VinFast Thăng Long, đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội tư vấn. Sau thời gian sử dụng khoảng trên 5 năm, các chủ xe có thể dễ dàng nhận thấy đèn xe có dấu hiệu xuống cấp và ố vàng. Việc đầu tiên cần làm trước khi xử lý mọi vấn đề với đèn pha ô tô đó là làm sạch. Chủ xe nên rửa đèn với nước xà phòng, rồi rửa lại bằng nước và lau sạch bằng khăn. Sử dụng băng dính chuyên dụng cho xe để dán xung quanh đèn trước khi thực hiện bước tiếp theo. Dán kín hết những phần hở, lưu ý không dán vào phần bị ố vàng. Sau đó, dùng kem đánh răng bôi vào các vị trí ố vàng. Cho kem đánh răng vào khăn, lau toàn bộ đèn, sau đó rửa lại với nước và lau khô. Sau khi đã làm sạch đèn, sử dụng kem đánh bóng bôi trực tiếp lên đèn pha theo chiều dọc và dùng khăn mềm xoa đều để khôi phục độ bóng của đèn. Tại bước này, nếu bạn có máy đánh bóng chuyên dụng cho xe thì công đoạn sẽ đỡ tốn thời gian hơn.